Dạ em xin chào quý cô chú anh chị. Phóng nhật xô lãm bóp nhật Nguyễn Lương xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay nha chị em sẽ lên nhiều sản phẩm phục vụ cô chú anh chị mình. Mong anh chị đăng ký kênh nha anh chị, để khi mà em lên những video mới hoặc là em like trực tiếp sẽ gửi đến thông báo đến quý anh chị nha. Và bên em ship toàn quốc nha anh chị, bao bể vỡ tất cả các sản phẩm. Anh chị yêu thích sản phẩm nào thì anh chị gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo qua hai số điện thoại em có niêm yết trên kênh 0913 330469 nha chị, hoặc là số 0935245244. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị một mã này. Đầu tiên là một mã chén cơm nha anh chị, chén ăn cơm. Mà cái dòng này anh chị, dòng này là chén lam, vẽ tay 100% luôn nha. Đó, vẽ cái này là cảnh sơn thủy nha anh chị, cảnh sơn thủy có tháp chùa. Nói chung là ở ngoài chén này rất là đẹp nha, mà cái dòng sứ này là sứ cao lanh mỏng nha anh chị, ở trong nó cũng vẽ cảnh sơn thủy luôn nè. Đá truyền ký là ok nha, truyền ok luôn. Đường kính miệng chén là 12.5 và cao chén là 6. 12.5 cao 6 nha anh chị. Cái này em có số lượng khoảng tầm là 20 chiếc nha. Nó khoảng tầm 20 chiếc, mỗi chiếc có giá là 65k một chiếc nha anh chị. Chốt cho em mã F1. F1 65k một chiếc. Cái này em có số lượng 20 chiếc nha anh chị. F1 65k một chiếc. Rồi anh chị em lên cái này là muỗng tứ nha anh chị, muỗng tứ. Dòng này là muỗng thấu quang nha, muỗng xuống nha anh chị, cái này rớt xuống là sẽ vỡ nha. Đó, dòng thấu quang nè, ăn cơm, ăn chè, ăn súp. Đường kính 13 nha anh chị, 10 chiếc như thế này là có giá 130k nha. 130k 10 chiếc, mã F2. Mã F2 130k 10 chiếc. Cái này là bằng số nha anh chị. Rồi em lên chị một cái này là một cái tượng búp bê gỗ của Nhật nha. Đó, một tượng búp bê gỗ của Nhật. Đây là vẽ hoa tay, vẽ bằng tay 100% luôn nha anh chị. Truyền ký nè, có truyền ký đầy đủ nha. Đó. Cao của búp bê này là 25.5 nha anh chị. 25.5 là cao của búp bê. Cái này sale cho anh chị 400k nha. 400k con búp bê này, mã F3. Mã F3 400k. Rồi em chị, em lên cho anh chị một cái em bình này nha. Bình này là bình Âu nha. Bình Âu nha anh chị, họa tiết nó là vẽ nho nổi, viền lát cơ vàng, ok hết nha anh chị. Mặt trước, cái này là mặt sau nha. Đó, mặt sau của cái bình này. Và ở hai bên nha anh chị, hai bên này sẽ thiết kế là hai cái đai nha. Đó, hai cái đai cầm. Em sẽ để nghiêng màn hình cho anh chị xem cái bình này nha. Ok hết nha anh chị. Miệng bình là 18.5 nha anh chị, đã sắp sửa 19 rồi nha. Cao là 49. Miệng là 18.5, cao là 49. Ngang nha anh chị, ngang tới hai quai là 33. Đó, vẽ lát cơ vàng rất là đẹp luôn. Bình này nha anh chị, bình này là 1.650.000 nha. Mã F4. F4 1.650.000.
anh chị, em lên cho anh chị một hộp này nha. Hộp này là đũa nha anh chị, đũa kim loại mạ vàng nha. Đũa kim loại mạ vàng, một hộp như thế này nha anh chị. Một hộp như thế này là sẽ có 5 đôi nha. Dáng của nó là form vuông nha chị, nó không có tròn nha. Và nó có truyện ký đầy đủ luôn nè. Đó, truyện ký đầy đủ. Đa số anh chị sử dụng những dòng đũa này anh chị sẽ sợ là mình gấp thức ăn nó sẽ bị rớt. Nhưng mà ở phía trên này nha anh chị, phía trên này là sẽ thiết kế cho anh chị là nó có độ nhám nha. Nó có độ nhám. Đường kính của đũa này là 23.5 nha anh chị. 23.5. Một hộp như thế này là có giá là một hộp như thế này là 5 đôi nha. Giá của một hộp này là 220k nha anh chị. Em có số lượng là khoảng 3-4 hộp gì đó. Đó, chốt cho em mã F5. F5 nha anh chị. 220k một hộp. Rồi anh chị, một cái bình trà. Một bình trà nha anh chị. Bình này anh chị, cái nắp của nó rất là lạ nha. Đấy, nắp rất là lạ. Nếu mà anh chị đậy không có đúng khớp của nắp thì nó sẽ không có vào, nó không có fit nha. Kiểu dáng của cái bình này là một cái cây cổ thụ nha anh chị. Đấy, một cái cây cổ thụ. Ở chỗ này nó sẽ có những cái vân của cái cây cổ thụ nha. Truyện ký ok luôn. Dung tích bình này là khoảng tầm 350-400ml. Miệng bình là 6. Miệng bình là 6 nha anh chị, cao tới miệng bình là 6.5. Bình này 220k nha, mã F6. F6 220k. Anh chị, cái này là một cái bình nha anh chị, một cái bình đá Pakistan. Cái này là chuẩn hàng Nhật luôn nha. Nó có truyện nè chị, truyện tem dán. Vân của cái bình này nói chung là rất là đẹp nha. Đấy, chuẩn hàng Nhật luôn. Bình này là cốt nặng nha anh chị. Bình cốt nặng. Miệng bình là 14. Cao cái miệng bình là 25.5. Miệng 14, cao 25.5. Và vòng bụng của bình này là 47 nha. Vòng bụng của bình là 47. Ở phía dưới nè anh chị, ở phía dưới này sẽ có một vết lỗi, nhưng mà không có đáng kể nha. Nói chung là mình sờ tay vào thì mình mới cảm nhận được thôi. Mà cái vân đá này phải gọi là đẹp xuất sắc luôn. Cốt cực kỳ nặng. Rồi bình này là 2.800.000 nha. 2.800.000 cái bình này, mã F7. Mã F7 2.800.000. Rồi anh chị, một cái đĩa này nha. Đĩa này là đĩa tàu xưa nha anh chị. Tàu xưa vẽ tích người. Cái này là hàng lam vẽ tay 100% luôn nha. Cốt của đĩa này là cốt nặng nha anh chị. Cốt nặng. Đó, lam vẽ tay, cái này vẽ cảnh. Nói chung là em là chuyên bên Nhật nha anh chị. Còn những cái hàng tàu thì em chung là em không có rành lắm, nên cái tích này là em không có rõ nha. Em chỉ thấy là vẽ tích người ở trong này thôi. Một cái này là vẽ đánh cờ đàn nha anh chị, và kiểu như cầm kỳ thi họa hay sao đó.
này dòng hai đáy nha, truyện tới 6 truyện luôn, bên ngoài là vẽ trúc, cốt cốt của đĩa này là cốt nặng nha chị. Đường kính đĩa này, đường kính đĩa là 42.5, cao đĩa là 6.5 nha, cao đĩa 6.5. Anh chị chốt cái mã đĩa này, em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái kệ nhựa, một kệ gỗ này nha. Kệ gỗ này mình về trưng cái đĩa lên. Rồi chốt cho em mã F8, 1.900.000. F8 1.900.000. Một cái bình hồ lô nè, màu vàng, màu vàng đẹp nha, chữ ký nghệ nhân là lát cơ vàng, hoa này là hoa rất là đẹp luôn, hoa mẫu đơn đẹp nha. Đấy, hoa mẫu đơn đẹp, miệng bình là 4.5, cao tới miệng bình là 36, miệng 4.5 cao tới miệng bình là 46, và vòng bụng em sẽ đo vòng bụng dưới nha. Vòng bụng dưới của bình này là 47. Rồi bình này anh chị, bình này là 800.000 nha, 800.000 cái bình này, mã F9, mã F9 800.000. Một bình và năm chung nha chị, một bình năm chung. Cái này ở trong chuyện tí là ok nè, cái này là chuẩn hàng nhập luôn. Ở trong lòng của ly này là vẽ hoa anh đào nha chị. Miệng ly 7.5, cao ly là 6. Miệng 7.5, cao ly là 6 nha. Bình này thì truyện ở trong nắp nha anh chị, truyện ở trong nắp. Dung tích bình này là khoảng tầm là 450ml tới 500ml nha. Lọc tổ ong rất là đẹp luôn. Đó, lọc tổ ong nha. Miệng bình là 6, cao với miệng bình là 10 nha anh chị. Miệng 6, cao 10. Rồi bộ này anh chị, bộ này sale cho anh chị 450k nha. 450k cái bộ trà này, mã F10. 450k. Em lên nha chị, một cái bình, bình này là bình hút lọc dáng cao nha chị, dáng cao, bụng lớn miệng nhỏ, cái này là vẽ hổ nha, vẽ hổ nha anh chị, vẽ hổ. Vẽ hổ đang ở trong rừng nha anh chị, hổ trong rừng rất là đẹp luôn, mà hổ này nhìn rất là thần thái nha anh chị. Đấy, bình này là truyện nha anh chị, cái này là chó truyện nha, truyện nè. Em báo rõ trên like là cái bình này là của tàu nha anh chị, của tàu, mà cốt mình là cốt nặng luôn. Đấy, cốt mình là cốt nặng. Miệng bình anh chị, miệng của bình này là 7.5, cao là 47, miệng 7.5, cao 47, và vòng bụng của bình này là 79, sắp sửa 80 rồi nha. Rồi bình này là 1.650.000 nha chị, mã F11.
1.650.000 mã F11. Rồi anh chị em lên cho anh chị một bộ này nha. Bộ này là ly uống bia nha anh chị. Ly uống bia, bộ này là em gồm có 5 chiếc. 5 chiếc ly uống bia nha. Đó, mỗi ly như thế này sẽ có cân nặng là gần 1 kg nha anh chị, gần 1 kg. Đường kính miệng ly là 8. Cao có miệng ly là 16. Miệng ly 8, cao 16 nha anh chị. Ở phía phần này nè, nói chung là nó bị lỗi, tất cả ly nào nó cũng bị lỗi một xíu hết chỗ này nha. Đó, cái nó có 4 cái gấp nè anh chị. Mình sờ tay vào mình mới cảm nhận được thôi nha anh chị. Sờ tay vào mới cảm nhận được thôi, chứ mình rót bia vào mình sẽ không có thấy. 5 ly nha anh chị. 5 ly này là 150k nha. 50k một ly nha anh chị. 50k một ly, bộ này là 5 ly là 250, em sale cho anh chị bộ này 230k. 230k bộ này nha anh chị, mã F12. Em lên chị một cái bình mộc. Một cái bình mộc nha chị. Kiểu dáng là bình này là họ tiết nó không rẻ gì hết nha chị, mà được cái là kiểu nó rất là lạ nha. Đó, mỗi đóng như thế này nó sẽ khuyết vào nha chị, khuyết vào là hai bên này sẽ có hai cái đai. Cái này anh chị cắm hoa là ok luôn. Bình này là bình mộc nha. Miệng là 12 năm, cao là 22. Miệng là 12 năm, cao 22. Và vòng bụng của bình này là 63. 440k cái bình này nha. Mã F13. F13 440k. Rồi một cái bình rượu anh chị. Một cái bình đựng rượu này là anh chị cần khoảng tầm 4 đến 5 lít nước nha, là 4.000 tới 500.000 ml nha anh chị. Ở dòng này là dòng men chảy có truyện nha, truyện nổi nè, dòng men chảy. Mà cái bình này anh chị, bình này thì ở phía này, ở phía trên nè, là cái nắp này anh chị sẽ không có tháo rồi được nha, không có tháo rồi được, nó gắn liền vào bình luôn. Anh chị cho nước vào, rót nước ra ở phần vòi nha anh chị. Ở này nó sẽ thiết kế cho anh chị một cái nắp, có một cái ron rất là fit luôn. Đấy, em ra chiều cao nha, cao là 36. Rồi bình này là 1 triệu nha anh chị. 1 triệu bình này, mã F14. 1 triệu. Một cái đĩa chị, một cái đĩa này là vẽ cò nha, hoa mẫu đơn, hoa đào, cò nha anh chị, cò hay là hạt gì đó. Mà cái này là em báo trên live là cái này là hàng tàu nha, truyện ký là ok, đẹp luôn nè. Đường kính đĩa này 35.5. Đó, anh chị chốt mã đĩa này em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái kệ nhựa. Mình về mình trưng cái đĩa lên nha. Đấy, trưng đĩa lên như thế này. Rồi, đĩa này nha anh chị, đĩa này là 320k mã F15. F15 320k, em tặng kèm anh chị kệ nhựa luôn nha. F15 320k.
rồi anh chị, một cái bình hút lọc, vẽ tùng hạt nha, vẽ tùng hạt. Bình này là có truyện nha anh chị, bình này có truyện này, miệng bình anh chị, miệng bình là 8, cao tới miệng bình là 22 nha. Cái kiểu khoan của bình này là giống như cái bình đĩa bay nha anh chị, giống như cái bình đĩa bay, miệng 8 cao 22, vòng bụng nha anh chị em đo vòng bụng nha, vòng bụng của bình này là 109 là 110 rồi nha anh chị. Rồi bình này là 1.500.000, mã H16, 1.500.000 anh chị. Cái bình này là em báo rõ trên like là cái bình này là bình tàu nha. À, anh chị xem video anh chị yêu thích sản phẩm nào thì anh chị gọi điện trực tiếp hay các bạn Zalo qua hai số điện thoại em yêu nít trên kênh nha. Rồi em xin phép chào quý cô chú anh chị.